Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của luật sư. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí, luật sư Trần Minh Hải cho rằng mức án 10 đến 11 năm tù mà viện kiểm soát đề nghị cho bị cáo là rất vô lý. Theo luật sư Hải Xét về góc độ hậu quả trong vụ án thì hậu quả đó chỉ giới hạn giữa bị cáo Trí và bị cáo Trương Mỹ Lan và hậu quả này đã được khắc phục. Trước đó, cáo trạng xác định Nguyễn Cao Trí là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Capella chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan. Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết mức án viện kiểm sát đề nghị đối với thân chủ của mình quá nghiêm khắc. Trong suốt quá trình làm việc từ cơ quan điều tra đến khi đưa ra xét xử tại tòa, thì bị cáo Trí đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả. Luật sư Hải cho hay, hậu quả liên quan đến bị cáo Trí không có ảnh hưởng đến rủi ro của một ngân hàng đại chúng, không làm mất an toàn huy động vốn và không có ảnh hưởng gì đến an ninh tiền tệ quốc gia như các vấn đề xét xử chính trong vụ án này. Về trách nhiệm dân sự, theo luật sư, trong quá trình điều tra và truy tố, cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 677 tỷ tiền mặt, và hơn 3,3 triệu đô la Mỹ của bị cáo. Luật sư đề nghị quy đổi tỷ giá đô la Mỹ ra tiền mặt theo tỷ giá hiện tại là hơn 24.000 đồng một đô la Mỹ để cấn trừ vào 1.000 tỷ đồng nghĩa vụ ông Trí phải thanh toán. Nếu cấn trừ tổng cộng thì luật sư cho rằng ông Trí sẽ cấn trừ thiệt hại hơn 757 tỷ đồng còn phải thanh toán hơn 242 tỷ. Gia đình cố gắng thu xếp đủ tiền mặt trong thời gian sớm nhất hoặc cho gia đình bị cáo tối đa 3 tháng từ khi bản án có hiệu lực để hoàn thành nghĩa vụ dân sự. Căn cứ vào bối cảnh nguyên nhân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo trí, luật sư kiến nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng Điều 59 Bộ Luật Hình Sự để miễn hình phạt đối với thân chủ của mình. Từ bào chữa cho mình, bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết khi ngồi tại tòa lắng nghe luận tội và đề xuất mức án của viện kiểm soát với mình, bị cáo thấy rất bất ngờ vì mức án quá cao so với hành vi phạm tội. Bị cáo Trí nói Bị cáo ngồi lắng nghe những con số thiệt hại chiếm đoạt khủng khiếp không tưởng tượng ra nổi. Sai phạm bị cáo đặt trong vụ án này thiệt hại nhỏ nhất, xuất phát từ khủng hoảng của doanh nhân. Tới lúc này, đảm bảo khắc phục gần 100%. Bị cáo nghe ở tòa có trường hợp gây thất thoát hàng trăm nghìn tỷ nhưng được đề nghị hương án treo 3-4 năm. Riêng bị cáo đề xuất mức rất cao, bị cáo so sánh như thế không muốn làm ảnh hưởng tới các bị cáo khác, nhưng muốn hội đồng xét xử xem xét trong vụ án để có mức án phù hợp cho bị cáo. Bị cáo cũng trình bày khi nghe bà Trương Mỹ Lan đề nghị chuyển 1.000 tỷ mà bị cáo hoàn trả cho bị cáo Trương Huệ Vân khắc phục thiệt hại nhằm giảm nhẹ hình phạt, bị cáo thấy điều đó thật sự có ý nghĩa. Bị cáo trí trình bày, cảm ơn chị Lan xin giảm nhẹ hình phạt cho tôi, mong được hội đồng xét xử xem xét áp dụng mức án thấp nhất để bị cáo sớm trở về gia đình. Bị cáo hiện vẫn là chủ tịch, tổng giám đốc của hệ thống, vắng mặt quá lâu, ảnh hưởng 6.000 lao động. Tại phiên tòa, sau khi kết thúc phần xét hỏi và được 5 luật sư nêu quan điểm bảo chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan tự bảo chữa bổ sung. Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khẳng định nhiều người trong vụ án không biết mặt bà ta. Bị cáo cho rằng bản thân đau xót khi Viện Kiểm sát nhận định bà ta quanh co chối tội. Đau xót cũng là từ mà bị cáo này từng dùng để nói về cảm xúc của mình liên quan cáo buộc thâu tóm lũng đoạn chiếm đoạt của SCB số tiền đặc biệt lớn. Bị cáo còn nói tim như dỉ máu để miêu tả cảm giác đau khổ, đồng thời phủ nhận sử dụng SCB như công cụ tài chính để huy động tiền gửi và vốn rồi rút ruột ngân hàng này. Dù vậy, bị cáo Trương Mỹ Lan lại thừa nhận bản thân phải có trách nhiệm với thiệt hại của vụ án và đồng ý dùng các tài sản đang bị thu giữ, kê biên của mình khắc phục hậu quả cho SCB. Bị cáo lặp lại nhiều lần việc có nhà đầu tư, tổ chức tài chính nước ngoài muốn hợp tác để tái cấu trúc SCB, khắc phục hậu quả vụ án nhưng vì bà ta bị tạm giam nên không thực hiện được. Đối với lời khai này, chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh, hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện tối đa cho bị cáo gặp những người muốn khắc phục hậu quả vụ án, song phải nói cụ thể hoặc có đơn nêu rõ đó là những cá nhân tổ chức tài chính nào. Tuy vậy đến nay, bị cáo Trương Mỹ Lan chưa cung cấp thêm gì từng là cán bộ chủ chốt của scb bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc ngân hàng này cũng đã khóc và nói rằng bị cáo thất vọng về chị trương mỹ lan khi nghe bị cáo lan phủ nhận vai trò điều hành scb Bị cáo Dung kể sau những lần gặp mặt kín đáo với Trương Mỹ Lan tại tầng 39 tòa nhà Times Square, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, Dung tổ chức họp hội đồng kinh doanh đầu tư trước khi giải ngân trước, hợp thức hóa hồ sơ sau để rút tiền ngân hàng cho bà ta. Tại mỗi cuộc họp Dung nói rõ, đây là chỉ đạo của chị Lan. Với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị SCB, bị cáo Bùi Anh Dũng là người đầu tiên có ý kiến và thường phát biểu, anh tin tưởng chị Lan cũng liên quan đến vụ án trong phần bào chữa cho thân chủ của mình, các luật sư đều kiến nghị hội đồng xét xử xem xét lại vai trò, trách nhiệm của các bị cáo trong vụ án khi thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, xem xét các tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo để quyết định khi lượng hình, các bị cáo cũng cho rằng mức án đề nghị của viện kiểm sát là quá nghiêm khắc. Ngoài ra, theo thông báo của hội đồng xét xử, luật sư sáng 25 tháng 4 sẽ bắt đầu bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Văn Lang và công ty Capella. Luật tội Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Nguyễn Cao Trí từ 10 đến 11 năm tù. Các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo này gồm Bị cáo tự nguyện và tác động gia đình khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị cáo Trương Mỹ Lan bằng tiền mặt và 6 bất động sản bị kê biên, được tặng thưởng huân chương lao động, bằng khen tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện phòng chống dịch Covid-19, được người bị hại xin giảm nhẹ một phần hình phạt. Nguyễn Cao Chí là bị cáo duy nhất không phải là đồng phạm của Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại cho SCB. Trước khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Chí nhận của Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng để chuyển nhượng một số cổ phần cho bị cáo Lan trong 3 dự án. Khi biết bị cáo Lan bị bắt, bị cáo Chí chỉ đạo thuộc cấp soạn thảo các văn bản thanh lý hợp đồng, ủy thác đầu tư, điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, rồi hẹn Hồ Quốc Minh, người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan, để ký thanh lý hợp đồng đã được soạn trước, sau đó ghi lùi ngày trong các văn bản thanh lý, từ đó chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng. Là người đầu tiên tham gia bào chữa tại phiên tòa, luật sư Phan Trung Hoài, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trình bày về hoàn cảnh gia đình, nhân thân của bị cáo, nguồn gốc quá trình kinh doanh của gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan và sự hình thành nên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Về hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, theo luật sư Phan Trung Hoài, chỉ bao gồm một số công ty nhất định, số lượng 1.000 công ty được cho rằng trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát thì cần xem xét thỏa đáng hơn. Về nguyên nhân bối cảnh hoàn cảnh xảy ra vụ án, Viện kiểm sát cáo buộc bà Trương Mỹ Lan thâu tóm luật sư Phan Trung Hoài cho rằng, cần xem xét bị cáo tham gia tái cơ cấu SCB trong thời điểm cần phải hợp nhất ba ngân hàng yếu kém. Khi tham gia bị cáo Lan có vai trò là cố vấn ban hợp nhất. Cũng theo luật sư Phan Trung Hoài, quá trình hợp nhất suốt 10 năm trải qua nhiều giai đoạn, đạt được một số kết quả nhất định, có những khoản vay là để trả nợ cũ và dòng tiền không ra khỏi ngân hàng. Luật sư nói rằng không thể bóc tách các khoản vay nào là cho vay mới trả nợ cũ hay khoản vay mới hoàn toàn. Ngoài ra, luật sư Hoài đề nghị ghi nhận có sự chuyển biến trong nhận thức của bị cáo và đề nghị Viện Kiểm sát làm rõ cơ sở pháp lý việc sử dụng kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân. Luật sư Phan Trung Hoài cũng đề nghị xem xét lại tội danh tham ô tài sản đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như xem xét lại việc xác định sở hữu của bị cáo tại SCB. Nếu SCB bị thiệt hại thì chính bị cáo cũng là người bị thiệt hại. Về tính xác thực số tiền thiệt hại của vụ án, luật sư Hoài cho rằng cũng cần xem xét lại bởi thiệt hại này có phải là thiệt hại hay là dư nợ tín dụng tại SCB. Trước đó, trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung cho ba tội danh là tử hình, bị cáo Chu Lộc Cơ chồng Trương Mỹ Lan bị đề nghị 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng bộ luật hình sự năm 1999. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị buộc bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo Lan gây ra là 677.286 tỷ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật. Trong phần thẩm vấn làm rõ các vấn đề dân sự trong vụ án Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm, phiên tòa chủ yếu tập trung làm rõ các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan. Thứ nhất, đối với căn biệt thự cổ tại 112 Võ Văn Tần, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo khai trước đây mua với giá 700 tỷ đồng, hiện căn biệt thự cổ này đang bị kê biên. Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị không kê biên và xin tòa trả lại cho gia đình để sửa chữa, bảo tồn di tích cho Việt Nam. Thứ hai, đối với tòa nhà Capital Place ở Hà Nội, bị cáo Trương Mỹ Lan từng khai có thể bán 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên theo chủ tọa, con gái Chu Diệp Phấn của bị cáo Lan có văn bản gửi tòa trình bày đang có người trả 360 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng tòa nhà này đang thế chấp vay của 4 ngân hàng nước ngoài 230 triệu đô la Mỹ. Do đó sau khi bán xong trả nợ cho 4 ngân hàng, số tiền còn lại sẽ được dùng khắc phục hậu quả trong vụ án, cho nên bị cáo nói bán tòa nhà này 1 tỷ đô la Mỹ là không đúng. Thứ ba, công ty Gia Tuệ Lâm Đồng người liên quan trình bày, trước đây có giao kết chuyển nhượng hai dự án ở Hồ Tuyền Lâm cho một công ty của Vạn Thịnh Phát với giá 960 tỷ đồng. Thời điểm đó phía công ty của Vạn Thịnh Phát mới trả 672 tỷ đồng. Nay, công ty Gia Tuệ đề nghị hủy hợp đồng và hoàn trả lại 672 tỷ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan tương đương với 6 bất động sản đã được kê biên. Thứ tư, đối với khách sạn Dai U Hà Nội, Trương Mỹ Lan khai công ty cổ phần Bông Sen của gia đình bị cáo có 73% cổ phần, con bị cáo Lan cũng đề nghị bán khách sạn này sau đó dùng tiền có được khắc phục hậu quả vụ án. Thứ năm, tương tự với một công ty bảo hiểm của bị cáo Trương Mỹ Lan, cũng được con gái bị cáo gửi văn bản tới tòa cho rằng có đối tác mua lại cổ phần với giá 40 triệu đô la Mỹ, tương đương 920 tỷ đồng, sau khi bán tiền này cũng sẽ dùng khắc phục hậu quả. Thứ sáu, đối với tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine, Trương Mỹ Lan đầu tư 315 tỷ đồng. Trong văn bản gửi tòa, con gái bị cáo cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho một đối tác khác với giá 315 tỷ đồng để thu hồi khắc phục vụ án. Thứ bảy, đối với dự án 29 liễu dài đang vay 4 ngân hàng nước ngoài với số tiền 200 triệu đô la Mỹ, Trương Mỹ Lan cho rằng khi mua với giá 700 tỷ đồng, nên hiện nay có người mua 350 triệu đô la Mỹ là đang ép giá, bị cáo tự nguyện dùng phần còn lại sau khi trả nợ để khắc phục. Thứ 8, liên quan đến dự án Tuần Châu tỉnh Quảng Ninh do công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh và công ty TNH Hạ Long làm chủ đầu tư, Trương Mỹ Lan cho rằng bà Phạm Thị Lan Phương là người phụ trách dự án nên không nhớ gì về dự án này. Công ty Tuần Châu cho SCB mượn tài sản, bị cáo chỉ biết SCB đang cơ cấu liên tục, luôn thiếu tài sản, còn việc cơ cấu thế nào thì không rõ. Việc này có thể dùng cựu phó tổng giám đốc SCB và Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB biết, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày. Ngược lại, phía bị cáo Trương Khánh Hoàng lại cho rằng hợp tác giữa công ty trách nhiệm hữu hạng Âu Lạc Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh và Trương Mỹ Lan đã xảy ra từ trước khi Hoàng vào làm. Vì thế, bị cáo không tham gia vào hợp đồng giao dịch này. Cạnh đó, bị cáo Trần Thị Dung cũng khai thỏa thuận giữa công ty TNH Hạ Long và Lan là có từ lâu. Trước khi một người khác làm phó tổng giám đốc SCB, bị cáo chỉ làm theo những gì có sẵn, mọi việc đều theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan. Thứ 9, liên quan công ty Thành Hiếu có giao dịch từ trước với ngân hàng SCB cũ. Trương Mỹ Lan cho rằng không dính gì đến vạn thịnh phát, bị cáo chỉ giúp SCB xử lý nợ, mọi việc do bị cáo Trần Thị Mỹ Dung xử lý. Cũng tại tòa, SCB không đồng ý với cáo trạng xác định SCB bị thiệt hại là hơn 498.000 tỷ đồng bởi theo SCB thiệt hại tạm tính đến ngày 5 tháng 3 là hơn 760.000 tỷ đồng, nợ gốc 482.000 tỷ đồng, lãi suất phí hơn 277.000 tỷ đồng mới đúng. Không đồng tình với quan điểm của SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại. Có rất nhiều tài sản, nhưng cách tính toán của SCB không hợp lý và cơ sở nào để SCB xác định số tiền thiệt hại đó. Tại các phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, nhiều lần bà Trương Mỹ Lan khai được một số người có trách nhiệm ở Ngân hàng Nhà nước vận động tham gia hợp nhất ba ngân hàng thành Ngân hàng SCB. Bà Lan cho biết, dù bà đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng đồng ý vì nghĩ mình chỉ cho mượn tài sản và kêu gọi nhà đầu tư. Đối với đại diện Ngân hàng Nhà nước, luật sư hỏi khi chủ trương hợp nhất ba ngân hàng yếu kém, thì thực trạng tài chính của ngân hàng này như thế nào? đại diện ngân hàng nhà nước trả lời, cả ba ngân hàng đều yếu kém, cần thiết tái cơ cấu. Khi được hỏi, trong đề án tái cơ cấu hợp nhất ba ngân hàng, ngân hàng nhà nước có biết đến sự hiện diện của bà Trương Mỹ Lan không? Phía đại diện ngân hàng nhà nước đã trả lời là không có thông tin về việc vận động bà Lan sở hữu 65% mà chỉ nhận diện nhóm cổ đông có 65% và bà Lan là người đại diện. Luật sư tiếp tục hỏi, nếu không nắm thông tin về Bà Lan, vì sao Ngân hàng Nhà nước mời bà tham gia cuộc họp do Ngân hàng Nhà nước tổ chức? Về việc này, đại diện Ngân hàng Nhà nước giải thích là có mời Bà Lan và Ngân hàng SCB họp trong tháng 7 năm 2021 và đầu năm 2022 trên cơ sở tâm thư Bà Lan gửi Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Về nội dung tâm thư, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ ra soát và cung cấp nếu cần thiết. Trước đó, trong quá trình xét hỏi cá nhân và tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Hoàng Quân cho biết, đơn vị thẩm định giá theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Các tài sản mà công ty không thẩm định giá là do các tài sản không đầy đủ tài liệu theo quy định pháp luật nên không định giá. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Hoàng Quân trình bày trước tòa. Các tài sản nào đủ pháp lý, pháp lý rõ thì công ty đã thẩm định đầy đủ. Mục đích thẩm định là nhằm đánh giá thực trạng tài chính của SCB. Công ty thẩm định trên cơ sở khách quan, độc lập, đúng giá thị trường. Về kết quả định giá, do đã thể hiện rõ trong chứng thư nên công ty không có ý kiến gì thêm. Trong khi đó, đại diện ngân hàng SCB trình bày, ngân hàng không có ý kiến gì về kết quả thẩm định giá. Quan điểm của SCB là phải thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước. Đại diện ngân hàng nhà nước cho biết, các vấn đề liên quan đến vụ án thì Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản trình bày rõ trong hồ sơ đề nghị các luật sư sử dụng theo quy định. Về một số tài liệu mật thì Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản giải mật sẽ cung cấp cho hội đồng xét xử. Trong phiên tòa, chủ tọa cũng thông báo nhắc nhở các luật sư trong quá trình tranh tụng về việc sử dụng các tài liệu mật phải tuân thủ theo đúng các quy định. Trong trường hợp làm trái quy định, làm lộ bí mật nhà nước thì phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.